Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3, trang 26 đến trang 29, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 6, truyền thống trường em. Đầu tiên là hoạt động mở đầu, các em hãy chia sẻ những điều em biết về truyền thống của nhà trường. Tức là chúng ta sẽ liên hệ thực tế trường của mình. Các em biết về sự hiểu biết của mình. Các em biết về trường của mình có những cái truyền thống như thế nào, truyền thống về những gì thì các em sẽ chia sẻ. Thì ở đây cô ví dụ như là chia sẻ về truyền thống của trường em thì trường em có những cái truyền thống đó là ví dụ như truyền thống hiếu học nè, truyền thống tôn sư trọng đạo, rồi truyền thống văn hóa nghệ thuật vân vân. Văn hóa văn nghệ. Rồi tiếp theo là phần hoạt động và hoạt động khám phá. Số 1 nhỏ là chúng ta cùng Minh Hoa tìm hiểu truyền thống nhà trường. Thì chuẩn bị ở đây các em cần là phiếu thu thập thông tin theo gợi ý. Rồi bút viết. Thì phiếu thu thập thông tin ở đây gồm có những cái nội dung cần tìm hiểu, đó là về năm thành lập trường. Năm thành lập trường là năm bao nhiêu, thành tích dạy và học thì có những cái thành tích gì. Thì các em sẽ điền vào cái thông tin ở đây. Rồi thành tích văn nghệ, thể dục, thể thao gồm có những cái thành tích nào, rồi những cái tấm gương tiêu biểu. Thì khi thu thập thông tin thì các em cần chú ý là chúng ta sẽ quan sát hình ảnh, tư liệu, hiện vật để mà thu thập thông tin, đặt câu hỏi để tìm hiểu về truyền thống nhà trường. Rồi chúng ta sẽ ghi thông tin vào phiếu thu thập thông tin. Thì ở đây chúng ta có những cái để thu thập những cái thông tin về truyền thống của trường mình thì chúng ta cần cái đi đến đâu để mà tìm hiểu. Thì chúng ta có thể là địa điểm để mà chúng ta tìm hiểu đó là thư viện của trường hoặc là phòng truyền thống của trường. Thì các em có thể là đến là phòng truyền thống của trường hoặc là gặp thầy cô giáo để mà chúng ta hỏi. Thì các em quan sát tranh 1, tranh 2 và tranh 3. Thì đây là những cái địa điểm để mà chúng ta hỏi và những cái thành tích để chúng ta tham khảo. Ở đây chúng ta thấy là những cái thành tích của trường, danh hiệu thi đua. Thì các em thấy có rất là nhiều ở đây rồi. Rồi có những cái gương mặt tiêu biểu và một số cái hoạt động của trường. Thế như vậy thì chúng ta tìm hiểu về cái trường của mình, truyền thống của trường của mình. Rồi chúng ta số 2 nhỏ chia sẻ thông tin. Thì sau khi tìm hiểu về truyền thống của trường mình, chúng ta ghi vào phiếu thông tin thì chúng ta sẽ chia sẻ. Hoàn thiện phiếu thông tin rồi chúng ta sẽ chia sẻ xem cái thông tin này đủ thông tin chưa và cần bổ sung những gì. Rồi chúng ta sẽ chia sẻ thông tin đã thu thập được về truyền thống nhà trường. Rồi tiếp theo đó là phần hoạt động thực hành. Thì số 1 nhỏ các em cùng các bạn tìm hiểu về truyền thống của trường em. Thì để tìm hiểu về truyền thống của trường mình thì các em cần phiếu thông tin nè, rồi bút và địa điểm để mà thu thập thông tin, đó là ở thư viện hoặc là ở phòng truyền thống của trường. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ đó là giới thiệu về truyền thống trường em theo gợi ý như sau: tên trường, năm thành lập, thành tích trong dạy và học, rồi các tấm gương tiêu biểu. Như vậy các em giới thiệu về cái truyền thống của trường mình thì các em sẽ giới thiệu trường mình, tên trường mình là tên gì, rồi năm thành lập là bao nhiêu, thành tích trong dạy và học thì có những cái thành tích gì, có các tấm gương tiêu biểu nào. Thì các em quan sát ở đây các bạn ở trong hình đang chia sẻ về, giới thiệu về truyền thống của trường. Rồi tiếp theo là phần hoạt động vận dụng. Một nhỏ chia sẻ với bạn cảm xúc của em về truyền thống của nhà trường. Thì sau khi được các bạn chia sẻ về cái truyền thống của trường thì các em đã biết và các em có những cái cảm xúc nào
có cảm xúc như thế nào khi mà biết về những cái truyền thống của nhà trường mình. Thì đây cô ví dụ chúng ta có thể có cảm xúc đó là xúc động tự hào về truyền thống nhà trường. Rồi số 2 nhỏ nói những việc em nên làm để góp phần phát huy truyền thống nhà trường. Thì mỗi nhà trường đều có cái truyền thống tốt đẹp ở những lĩnh vực khác nhau, đó là thành tích của giáo viên, học sinh đã đạt được và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng em tự hào và cùng cố gắng để giữ gìn, phát huy truyền thống đó. Như vậy các em sẽ nói những cái việc em nên làm để góp phần phát huy cái truyền thống của nhà trường. Thì ở đây cô ví dụ những cái việc em nên làm để góp phần phát huy truyền thống của nhà trường đó là cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, phát huy những cái thế mạnh của trường, nhiệt tình tham gia các hoạt động, cuộc thi, tuyên truyền với mọi người về truyền thống trường em. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tự nhiên xã hội lớp 3 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy nhấn like và chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt, cô chào tạm biệt các em.